Dạ Thái mến chào quý bà cô chú đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì hiện nay là Thái đang có mặt tại ngã 6 của khu du lịch Thủy Châu để cập nhật cho quý bà cô chú về một cái vụ tai nạn kinh hoàng đã làm cho một gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con tử vong tại chỗ. Thì ở cái đoạn đường này thì theo bà con địa phương ở đây nói đây là một cái ngã tử thần quý bà cô chú, thì đã xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm. Và đặc biệt là ngày hôm nay lúc khoảng từ khoảng 2 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều thì đã xảy ra một vụ tai nạn. Có trước mặt quý bà cô chú đây là cái chiếc xe tải đã cán hai vợ chồng và hai đứa con. Hiện nay thì bên phía cơ quan công an giao thông đang xử lý vẽ lại hiện trường và chụp lại những cái vị trí mà xe gây ra tai nạn quý bà cô chú. Đó thì quý bà cô chú đang xem nè, cái đoạn đường này xe tải, xe lớn rất là nhiều luôn. Thì theo bà con ở đây thì hai vợ chồng này năm nay là 37 tuổi. Hai đứa con là một đứa lớn là 10 tuổi, một đứa nhỏ là 18 tháng. Quê là của người chồng thì ở ở Phụng Hiệp, Hậu Giang với bà cô chú. Hiện nay thì đợi chiếc xe cẩu lại để mà cẩu cái xe tải đó lên để mà đem những cái thi thể ra quý bà cô chú. Và hiện nay là những cái thi thể đang nằm ở dưới bánh xe quý bà cô chú. Nè quý bà cô chú thấy nè, toàn là những cái xe lớn không luôn nè. Có những cái xe này mà sơ sẩy một chút xíu là không biết như thế nào luôn á. Những chiếc xe này rất là to luôn á quý bà cô chú. Còn hiện nay thì gia đình đã đến rồi quý bà cô chú ơi. Thì thấy có thấy là một cô đã khóc và xỉu lên xỉu xuống quý bà cô chú. Đây nè quý bà chú ơi, xỉu lên xỉu xuống quý bà cô chú ơi. Thì hiện nay là bên cơ quan chức năng ở bển đang phong tỏa cái hiện trường ở bển, là Thái không có đi qua bên kia được. Còn ở bên đây là xe lớn nó chạy rất là đông luôn á, để làm cho quý bà cô bác không có thể là xem được cận cảnh. Thì mong quý bà cô bác cũng thông cảm cho Thái nha. Tại hiện giờ thì cái sự việc đang được phía cơ quan người ta làm việc á, nên là không có thể qua bên kia được, không có thể mà mình đi qua phía bên kia mình quay cho quý bà cô chú xem được. Đây người nhà đi qua bên kia nè quý bà cô chú. Chạy lên lại đi em. Xe đông lắm em ơi.
Hiện nay là cái khu vực ở chính giữa thì không có đi được, nên là những cái xe này là đi vòng với bà cô chú, nên là xe rất là đông luôn á, xe rất là đông. Hiện nay thì phía bên gia đình ở bên đó đang chờ mà nhận thi thể đi về đó quý bà cô chú. Quá trời xót xa luôn rồi. Hai vợ chồng hai đứa con. Không biết xe tải chạy như thế nào mà để mà cán 4 người luôn. Quá trời đau lòng rồi. Thì Thái nghe nói là cái người chồng là quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang á. Thì không biết là quý bà cô chú nào mà có biết á, thì có thể là nếu mà gia đình có cần sự hỗ trợ gì đó, sự giúp đỡ gì đó, thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thái nha, để mà Thái có thể là đến đó và để chia sẻ, để kêu gọi giúp đỡ cho gia đình của mình nha. Hồi nãy cái người này là phía chắc phía bà con bên đó phải không chú? Để hỏi coi gia đình có khó khăn gì không? Dạ. Chắc khó khăn chứ không có. Ra bằng với miền Tây mà lên đây là còn là đi làm mướn làm đồ khó đó. Dạ. Tại vì bên con cũng là bên thiện nguyện á, nếu mà có thể là gia đình khó khăn quá thì con đến chia sẻ để mà giúp đỡ gia đình á, kêu gọi quý bà cô chú trong nước và ngoài nước có thể ngay chỗ đây này. Nhà đâu chỗ đây. Bởi vậy một lát có gì không, bây giờ nó còn nằm ở dưới bánh xe á, nó còn nằm ở dưới bánh xe chứ á. Bốn người, hai chồng hai đứa con. Đang nằm dưới bánh xe á. Hai vợ chồng hai đứa con, bốn người. Một đứa 10 tuổi, một đứa 18 tháng. Rồi hai chồng đang nằm dưới xe đó. Rồi hai đứa con nữa. Nằm dưới xe luôn đó. Nằm hết, nằm trộn ở trong. Chết hết bốn người, chết hết bốn người rồi. Ôi, chết đỡ. Hết trong đỡ sao vậy? Cái nguyên nhân thì ông không biết như thế nào. Cái nguyên nhân thì có camera mà. Nguyên nhân để đợi rồi cơ quan chức năng. Tại bây giờ đợi cơ quan đang xích camera mới biết được. Cái đây thì ngay chỗ đây bảo đảm có camera chắc có. Hiện nay thì bà con ở đây đứng ở đây hóng rất là đông luôn quý bà cô chú. Thì cái vụ tai nạn này xảy ra hồi lúc 3 giờ chiều đúng không chú? 3 giờ chiều mà cho đến giờ cũng 7 giờ tối rồi mà chưa có xử lý xong. Từ lúc 3 giờ chiều giờ. 3 giờ chiều. Bây giờ 4 thi thể vẫn còn nằm ở dưới lường bánh xe, nằm dưới bánh xe luôn á. Cán cái đường đây là toàn là công ty nơi dài không à. Đúng rồi, đường này đường tử thần mà. Cái đường này toàn là xe container không à. Rất là nguy hiểm. Nói cái xe như vậy đó, chị thử nghĩ coi cán qua người như thế nào. Cái xe đó mà sao mà cán dữ vậy ta? Chắc là đi một mé một bên. Đè thì đâu còn gì nữa. Đó. Cái xe đó nặng lắm đó, đang chở hàng luôn đó. Đang hàng bây giờ mà không 50 tấn trở lên này thôi đó. Hàng quá đang ở trên xe luôn đó. Làm gì mà còn người nữa. Hồi nãy có cái anh đưa cái hình cho coi đó là bấy hết trơn rồi. Đúng rồi, bấy hết trơn. Nó nát nhừ luôn á, như tương luôn á. Không còn cái gì. Là cái giò nó nằm ở ngoài, từ đây nè, cái giò thì nó nằm ngoài bánh, còn lên đây là
dùm lép hết trơn luôn chú. Đúng rồi. Quá đâu trời. Lép hết trơn luôn chú. Với bà cô chú đây nè, những cái chiếc container này nó chạy quá trời luôn nè. Đó. Cái đường này nó, cái nói chung là nó nguy hiểm lắm luôn á. Cái đường này nó rất là nguy hiểm. Bây giờ phía bên công an giao thông cũng đang vẽ hình rồi đo đạc này còn rất là lâu luôn quý bà cô chú ơi. Những cái vụ tai nạn này là xử lý rất là lâu luôn á. Bữa hổm con cũng có chia sẻ một cái vụ là cái người mẹ mang bầu 6 tháng đang đậu chờ đèn đỏ đó. Rồi cái xe tải ơi sao nó chạy tới nó cán luôn. Rồi chết đứa người mẹ đó, rồi chết đứa con trong bụng luôn. Đó, cái đó là mình đứng đậu đèn đỏ đó, đợi đèn đỏ đó mà ở xe tải ở sao chạy tới nó cán chết luôn. Đông lắm quý bà cô chú ơi, ở đây bà con đứng xem rất là đông luôn á. Từ 3 giờ chiều tới giờ chưa xong gì hết trơn trời. Đâu, bà bầu là 6 tháng phải không? Không phải hả? Ờ, 6 tháng là trên kia. Đó, bây giờ bên kia cơ quan công an giao thông đang vẽ hình đó nè. Đo đạc nó quý vị chút. Là chị chứng kiến luôn hả? Trời ơi. Cái này là chắc hai vợ chồng với hai đứa con chắc đợi đèn đỏ phải không? Đang hối tiền vé số ha. Rồi khi mà mình chị quay ra chị thấy là xe tải nó đụng rồi. Trời ơi. Thì hiện nay thì cái nguyên nhân như thế nào thì phải đợi bên phía cơ quan chức năng trích xuất camera lại quý bà cô chú. Chứ ở đây thì bà con cũng không có ai nhìn thấy là cái nguyên nhân như thế nào. Thì bây giờ là phải đợi cơ quan chức năng là trích xuất camera mới được coi lại xem bên nào sai thì xử hay bên đó. Nhưng mà hiện nay thì chắc chắn một điều là cái sự đau thương mất mát thì nó đã xảy ra rồi. Đó, một gia đình 4 người đã hy sinh rồi, đã tử vong rồi. Thì dù đúng hay sai thì tài xế xe tải này chắc chắn là sẽ chịu một cái mức án là thích đáng rồi quý bà cô chú. Tại vì đã chạy như thế nào mà để cho 4 mạng người, hai vợ chồng và hai đứa con là tử vong tại chỗ. Hiện nay thì thi thể nè quý bà cô chú, có thi thể để hái giùm chú bà cô chú xem. À, đợi cho cái xe này qua đi. Rồi hái sẽ giùm cho quý bà cô chú xem ha. Ở đây xe rất là đông luôn quý bà cô chú ơi.
phía sau này nữa. Ở phía sau này nữa là một người chồng với đứa con nữa. Ở đây xe chạy liên tục luôn á. Lôi ra đó hả chị? Lôi chiếu ra rồi quý cô chú. Nhưng mà xa quá không có quay được. Nó cái chân gì đó nó phải không? Đúng rồi, cái chân đó cái tay luôn. Nét nhờ cái chân phải không? Cái tay nó lòi ra là còn cái tay không ạ? Cái tay lòi ra bánh xe đâu đó. Ôi ôi, cái chị ấy zoom á quý bà cô chú, zoom thấy luôn quý bà cô chú ơi. Cái tay nó là nó lòn vào bánh xe luôn rồi, có nghĩa là nguyên cái cơ thể nó nằm ở dưới bánh xe luôn rồi. Trời đau lòng luôn rồi trời. Quá trời xót xa luôn quý bà cô chú ơi. Nếu mà quý bà cô chú nào mà có biết cái gia đình này thì có thể là liên hệ với Thái nha. Để mà Thái có thể là liên hệ với gia đình nếu mà có cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ gì đó. Thái và những anh em của Thái đến để mà chia sẻ kêu gọi để mà giúp đỡ cho gia đình nha. Thật sự thì theo Thái biết những gia đình mà đi lên đây ở thuê mà làm mướn thì chắc chắn là gia đình lúc nào cũng khó khăn, nên là người ta mới bỏ quê nên lên trên Bình Dương này lập nghiệp, đi làm ăn. Thì có lẽ là cái công tác mà xử lý của bên phía công an giao thông thì cũng đang được tiến hành đó. Thì bây giờ thì Thái cũng xin được kết thúc cái video này để mà cập nhật cho quý bà cô bác tiếp tục nữa nha. Quý bà cô bác có yêu thương thì cho Thái xin một like, một chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thái nha. Đó, bây giờ Thái xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở clip sau ạ.